Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa đại chúng, hôm nay xin mời các vị chúng ta lắng tâm thanh tịnh để lắng nghe tiếp giáo nghĩa Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, được ghi lại ở trong phẩm Tín Giải thứ tư. Thưa quý vị, thế nào gọi là tín, thế nào gọi là giải? Tín tức là niềm tin. Niềm tin được xây dựng trên nền tảng trí tuệ, cho nên gọi là tín giải. Thế thì giải ở đây chính là gì? Chính là hiểu. Và chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta nên đến bằng niềm tin mang tính tín giải, tức là vì hiểu rõ mới tin, và đã tin thì phải hiểu rõ. Đây là điều quan trọng. Và nội dung này, trong phẩm này đề cập tới một thí dụ của gã cùng tử bỏ cha của mình vì kế sinh nhai mà lang thang từ làng này đến xóm nọ, chuốc lấy một đời sống hết sức là khổ não. Người cha của mình giàu sang phú quý, trong đời con đã giao phó tài sản, nhưng vì căn tánh hạ liệt mà con của mình không chịu trở về. Nội dung nôm na này sẽ được thầy phân tích giải thích rõ để các vị hiểu từng câu từng lời ở trong phẩm này. Trước tiên chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, bắt đầu đứng lên để chuyển pháp luân. Hình ảnh hồ sen khởi lên ở trong tâm của Ngài. Có những đóa sen đã trỗi lên trên mặt nước, tỏa hương thơm ngát. Có những đóa sen mới có vừa trỗi ra khỏi mặt nước. Có những đóa sen lưng chừng, có những đóa sen dìm ở trong nước. Thậm chí có những cái ngó sen còn ở trong bùn lầy. Hình ảnh này là hình ảnh tượng trưng, là hình ảnh ẩn dụ, là nghĩa bóng, xin lỗi, nghĩa đen là như thế. Nhưng chúng ta hiểu cái nghĩa bóng, tức là cái nghĩa ẩn dụ. Đó là những căn tánh thượng thừa, được ví như những hoa sen đã trỗi lên trên mặt nước, nở hoa thơm ngát. Những căn tánh trung bình, gọi là trung căn, là những căn tánh mới có vừa lên khỏi mặt nước. Còn những căn tánh hạ là những căn tánh thấp, là những căn tánh còn ở trong nước. Và những căn tánh chậm lục ám độn, phàm phu ngu muội như chúng ta, thì những căn tánh này giống như là những cái ngói sen bị chìm ở trong bùn lầy sanh tử. Thành ra chúng ta liên tưởng tới phẩm trước, vì có căn tánh thượng thừa như một đóa hoa sen thơm ngát đã trỗi lên trên mặt nước rồi. Ấy chính là Tôn giả Xá Lợi Phất, là vị đại trí, là vị thường thay Phật chuyển pháp luân. Thành ra Tôn giả Xá Lợi Phất đã nhiều lần cầu thỉnh Đức Thế Tôn khai thị pháp yếu. Vì sao? Vì Tôn giả nhận ra một điều rằng ở trong tâm của mình cũng có trí tuệ như Đức Phật, và cầu Phật minh thị cho điều này. Còn ngoài ra, những người khác vì kính cẩn Phật, vì trân trọng đạo tràng mà lắng nghe thôi, chứ trong tâm không có thấu hiểu, không có nhận ra được những giá trị quý báu vốn có ở trong tự tâm chúng ta. Và thưa quý vị, do vậy
mà Đức Thế Tôn đã thọ ký cho Đại Trí Xá Lợi Phất ở trong tương lai sẽ thành Phật. Giờ đây, những căn tánh tiếp theo được nhìn thấy đó là căn tánh gì? Trung căn. Đó là căn tánh của ai? Của Tuệ Mệnh Tu Bồ Đề, của Đại Ca Chiến Giếng, của Đại Ca Diếp, của Đại Mục Kiền Liên. Đây là bốn vị đại thanh văn ở trong căn tánh trung căn. So với tôn giả Xá Lợi Phất thì thua nhiều. Cho nên giờ đây là đến lượt của các ngài cầu thỉnh Đức Thế Tôn. Và sau những lời khai thị pháp yếu, tôn giả đã nhận ra. Thành ra do vậy, lúc bấy giờ các ngài đã đứng lên. Ở trong hội chúng mà các ngài đã nghe được cái gì? Nghe từ nơi Phật, nghe pháp chưa từng có. Pháp chưa từng có, tức là cái pháp mà ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Các con nếu tu tập thanh tịnh đạt được Phật trí thì cũng bằng với ta không khác. Đây là một điểm hết sức siêu việt ở trong Phật giáo. Các tôn giáo khác chưa từng thấy rằng đi theo họ tu tập mà cuối cùng mình ngang với ông giáo chủ. Còn Đức Phật nói, ta là Phật đã thành mà các con là Phật sẽ thành. Khi thành Phật thì con với ta như nhau không khác. Về mặt hình thức, chúng ta thấy tư tưởng của Đức Phật kỳ diệu, bình đẳng. Các ngài nói rằng, chúng con thấy Đức Thế Tôn dự ghi cho Ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh định chánh giác. Dự ghi tức là lời thọ ký, là dự báo ở trong tương lai, ghi nhận là như thế. Trí tuệ của Phật là cảnh giới bất khả tư nghị. Những gì Phật nói chưa từng sai, chưa từng đổi được. Cho nên Ngài thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất ở trong tương lai sẽ thành chánh định chánh giác. Do vậy, cho nên bốn vị đại thanh văn này sanh lòng hy hữu, hớn hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, trịch bày vai hữu. Như các tiết thứ lễ nghi thì chúng ta biết khi thưa thính cái gì, trang phục phải để ý. Đây chính là thể hiện thân trang nghiêm. Bạch Phật là miệng lời nói trang nghiêm và ý nghĩ kỹ càng. Đây là gì? Đây là ý thanh tịnh. Thế thì thân khẩu ý đều trang nghiêm thanh tịnh. Lời này chính là lời xác chứng. Chúng ta không để ý cái vị trí phẩm cách của mình khi nói chuyện với một người, là chúng ta không có xác định được câu chuyện nên nói và nói như thế nào. Chẳng hạn như mình nói chuyện với bạn của mình nó sẽ khác, mình nói chuyện với thầy sẽ khác, mình nói chuyện với con cái nó sẽ khác. Phải vậy không ạ? Chúng ta xác định cái vị trí này để chúng ta nói chuyện và chúng ta sẽ nói hợp lý. Còn nếu mình quên mất, nhiều khi mình nói chuyện với con, người ta nói rằng xem con như bạn, đây là cái tán tụng, cái tâm ý lắng nghe để thấu hiểu con của mình và hướng dẫn cho chính xác, chứ làm sao con như bạn được, phải không? Vậy cho nên ở đây á, cái việc mà các ngài khi thưa thỉnh Phật cái gì, trình bày cái gì, đều sửa vai, sửa áo, rồi trịch vai hữu, rồi gối hữu chấm đất. Đây chính là cái hình thức thể hiện sự cung kính thanh tịnh ở trong văn hóa Ấn Độ. Các ngài một lòng chắp tay cúi mình, cung kính chiêm ngưỡng tôn nhan Phật. Mà bạch rằng, ở trong đây ngài Trí Tịnh dùng chữ là dung nhan, nhưng thầy sửa lại thành chữ là tôn nhan. Dung là gì? Là cái dung mạo, cái dáng vẻ, nhan sắc. Nhưng mà thường thường chữ dung nhan này dùng cho phàm phu, nhất là nói đến một người nữ đẹp, gọi là dung nhan năm ấy bây giờ là sao,
phải không? Còn 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 cái tôn kính là mình dùng cái là tôn nhang, phải không ạ? À, tôn nhang. Rồi rồi cái hình mà đỡ trên bàn thờ người ta gọi là gì? Cái hình đó là tôn ánh chứ, đúng không? Chữ tôn ánh là có ý cung kính. Thành ra những chữ chúng ta cố gắng dùng cho nó tương xứng với cái nghĩa bên trong. Các ngài nói rằng chúng con đứng đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham gì, không kham nhiệm gì nữa. Các ngài tự khẳng định rằng mình đã lớn, xuất gia sớm, đứng đầu ở trong hàng tăng. Cho nên á, tuổi đều già lụng, chữ lụng này hay, già tức là suy, lụng tức là nó lụng bại. Lụng bại tức là con người đứng nó không thẳng nữa, rồi tay chân nó không khỏe nữa, rồi nó sức khỏe nó bệnh thì nó xuống, nó không có phục hồi như trước. Mọi thứ chúng ta phải hiểu, giống như lái một chiếc xe thì biết cái chiếc xe này nó như thế nào. Mình dùng nó 40-50 năm rồi thì mình phải biết bảo trì nó, giữ gìn nó và hiểu được nó, cũng là một hình thức tu tập. Tự cho đã được niết bàn, ý ngài nói rằng á, đến đây sự tu tập đến đây đã là thành tựu niết bàn, biết mình không còn tái sanh. Đây chính là cảnh niết bàn, không còn gì, không kham nhiệm gì nữa. Tức là không có kham, không có thể nhận thêm. Nhiệm tức là gì? Là cái điều nhỏ nhặt nhất. Nhiệm, cái nhiệm là nhỏ nhặt, không có thể nhận thêm một chút xíu gì nữa, cũng không cần nữa, đủ rồi. Thế thì thưa quý vị, trên cơ sở nào mà nói rằng tự cho mình đã được niết bàn? Chúng ta hãy chiêm nghiệm ở trong lòng của chúng ta. Nó có nhiều yếu tố mà hôm qua đây thầy đã trình bày cho đại chúng trong chương trình sơ trung chương trình bổ sung kiến thức Phật học. Chúng ta thấy có ba yếu tố nó chi phối tư tưởng của chúng ta, dẫn tới nhận thức sai lầm. Đó là sai lầm vỡ của sự tồn tại thân mạng mà chúng ta gọi là thân kiến. Tiếp theo nữa, chúng ta có quan điểm sai lầm về hạnh phúc. Do vậy cho nên chúng ta tự tuân thủ theo cái sai lầm đó mà đi tìm kiếm hạnh phúc. Chúng ta gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là phi nguyên do mà nghĩ đó là nguyên do. Ví dụ như người ta nói á, lập gia đình sinh con để cái là hạnh phúc. Nhưng nó có thật sự là hạnh phúc hay không? Hay là hạnh phúc đó chỉ thoáng qua ở trong đời sống này rồi tan mất, mà đôi khi còn tạo nghiệp khổ đau nữa? Nó không phải là hạnh phúc tuyệt đối, nó không phải là niết bàn. Do vậy không được xem nó là hạnh phúc vĩnh hằng, mà chỉ là hạnh phúc mong manh, hạnh phúc thoáng qua ở trong kiếp phàm phu. Những chân lý này chúng ta không có thể phủ nhận được, phải không? Dạ, cho nên ở đây, nhưng mà chúng ta tuân thủ dùng hết tâm trí, thời gian, khổ não để đầu tư và xây dựng cho một cái mà cuối cùng đều tan hoại, và chúng ta nghĩ rằng đó là hạnh phúc, thế là sai rồi. Thành ra mới nói rằng phi nguyên do mà nghĩ đó là nguyên do, đó chính là giới cấm thủ. Rồi yếu tố thứ ba nữa là gì? Là nghi ngờ, là trạng thái không có thấu hiểu, cho nên tâm thường nghi ngờ chân lý, nghi ngờ lời Phật dạy, nghi ngờ có không phải trái. Do cái yếu tố nghi ngờ này, nó làm cho chúng ta hiểu biết sai lầm, nhận thức sai lầm. Thế thì ở đây chúng ta học đạo để đoạn trừ sự thấy biết sai lầm này, chúng ta chứng được sơ quả tu đạo hoàng. Nếu như chết ngang đây thì chúng ta nhất định phải còn đầu thai 7 kiếp nữa mới thực hiện xong những gì mình thấu hiểu. Còn nhanh hơn là người không học đạo, tới một A Tăng kỳ kiếp mới giải quyết xong. Một A Tăng kỳ kiếp thời gian lâu xa vô cùng, chứ không phải như được học đạo của Đức Thế Tôn. Rồi tiếp theo, bằng hiện quán tứ thánh đế, người này đoạn trừ một phần tham và sân nhớ. Cho nên người này sẽ còn trở lại một cõi nữa, một lần nữa mới làm xong.
thành ra gọi là Nhất Lai Tư Đà Hàm. Nhưng nếu như có thể đoạn trừ được năm yếu tố thân kiến với cấm thủ nghi tham và sân nhuế một cách triệt để, những điều này nó diễn ra ở trong dục giới, thành ra người này bỏ thân mạng không còn cơ sở nào quay trở lại đây được. Vì sao? Bởi vì không còn một chút cái duyên để tái sanh ở cõi này. Nhưng họ chưa giải thoát sanh tử, chưa đạt được niết bàn, thành ra tâm thức của họ đi thẳng lên cõi trời ngũ tịnh cư. Ở trên cõi trời ngũ tịnh cư, họ phải sử dụng ngũ căn và ngũ lực tính tấn niệm định tuệ để mà họ diệt trừ năm yếu tố chướng ngại ở trên thượng giới, đó là dục tham, sắc tham, trạo cứ, ngã mạn và vô minh. Khi họ làm xong điều này thì đi vào trong cảnh giới diệt tận định niết bàn. Như vậy mình tự nhìn vào trong tâm mình xem những điều này còn diễn ra hay không. Nếu còn thì biết rằng mình vẫn phải còn làm nhiều việc. Và nếu như không còn nữa thì tự biết những việc cần làm đã làm xong. Đó là cảnh vô sanh A-la-hán. Thành ra bốn vị đại thinh văn họ thấy rằng sức khỏe đã yếu, túi đã lớn và những việc cần làm của họ đã làm xong. Bây giờ đây họ nhìn thấy trong tâm của họ không còn tồn tại 10 yếu tố này nữa, cho nên họ nghĩ rằng họ đã đạt được niết bàn. Các vị có câu hỏi gì đặt ra ở chỗ này hay không? Có biết gì đâu mà đặt phải không? Thôi thì đặt dùm cho một câu, tức là ở trong dục giới mà làm sao biết rằng là cái tham ở sắc và vô sắc nó như thế nào? Phải không? Một vị A-la-hán còn mang thân là thân bốn đại trong cõi dục thì làm sao họ biết rằng họ không còn tham ở trong sắc giới hoặc là trong cõi trời vô sắc nữa? Câu hỏi đó chúng ta có quyền đặt ra chứ, phải vậy không? Chúng ta không nhất thiết gì việc gì cũng phải trải nghiệm mới thấu hiểu. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng lửa cháy, đưa tay vào lửa cháy nó cháy sạch trơn thì mình chết. Có ai có kinh nghiệm lửa cháy chết chưa? Hả? À, nếu như nói có thì ai ngồi đây mà mở miệng nói có? Cháy chết rồi lấy gì nói nữa, phải không hả? Thành ra chúng ta tự mình có kinh nghiệm rằng có nhiều người bị lửa cháy, bị chết. Sự sống của họ không thể nào tái hiện sau khi bị lửa cháy hết. Như vậy thì chúng ta tự biết rằng là lửa cháy thì phải chết. Cho nên các ngài loại trừ những yếu tố chi phối ở trong cõi dục khiến cho mình tham đắm, thì các ngài tự hiểu rằng cái tham ở trong sắc nó như thế nào và cái tham ở trong cõi vô sắc nó như thế nào. Do vậy mà một vị mặc dầu không cần phải lên tận cõi trời để trải nghiệm cái tham trên đó, nhưng các ngài vẫn thấy rõ cái tham của nó như thế nào và biết rằng ở trong lòng mình giá như có như vậy thì cũng không tham nữa. Thành ra các ngài biết mình đã đoạn được á, là tham ở trong sắc giới và vô sắc giới. Lý luận giải thích như vậy các vị tường tận chưa? Nếu như tường tận được rồi thì chúng ta biết rằng tại sao bốn vị đại thanh văn, trưởng lão Tu Bồ Đề, ngài Ca Chứng Dương, ngài Ca Diếp đến ai, đến tôn giả Mục Kiền Liên, đều gì, họ đều nghĩ rằng họ đã được niết bàn, cho nên không kham gì nữa cũng chẳng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ nghĩ như thế là được rồi. Cho nên thưa quý vị, cái chữ cầu á, nó cũng quan trọng trong sự tu hành, chứ không phải rằng cầu là xấu đâu. Phải cầu cái gì mới là xấu? Đừng nghe người ta nói cầu là xấu, tham cầu nó mới xấu, còn cầu đạo nó tốt, phải vậy không? Tham, sân, si, những yếu tố cầu mà chứa đựng những bóng dáng như vậy mới gọi là xấu. Còn cầu đạo, cầu giác ngộ, cầu chứng đắc vô thượng bồ đề, đây là gì? Đây là khởi một cái ước mơ cao thượng, rồi trên cơ sở
Nương vào cái tâm khởi ước mơ cao thượng đó, chúng ta mới tinh tấn tu hành, mới tinh tấn học đạo chứ. Nếu như không có ước mơ mãnh liệt thì làm sao mà chúng ta hành động mãnh liệt? Do vậy cho nên cái ước mơ này nó trở thành là gì? Là sự phát nguyện chân chính. Ở đó sự cầu này chúng ta hiểu là một phát nguyện chân chính. Vì sao? Các ngài thấy rằng mình đã đủ rồi, cho nên các còn gì đâu phải phát nguyện nữa. Do vậy thành là tâm dừng lại ngang đó, không thể đi hơn được. Trong khi Đức Thế Tôn một nhân cách sáng ngời, có rất nhiều sự thành tựu hơn ở gần các ngài, nhưng các ngài cũng không muốn hướng đến để đạt đến một cái nhân cách toàn mỹ hơn. Và bốn vị tôn giả này mới nói rằng Đức Thế Tôn thuở xưa nói pháp đã lâu, chúng ta hiểu như thế nào? Tức là tới trưa rồi mà thầy không cho đi ăn cơm, bắt mình ngồi, cho nên thầy nói đã lâu. Lúc đó chúng con ngồi nơi tòa thân thở mệt mỏi, cho nên chỉ nghĩ ba pháp không vô tướng vô tác, tức là thôi thầy nói mệt quá, con ngồi nhiếp tâm niệm Phật, bít tay lại khỏi nghi. Hồi xưa các ngài đại thanh dân cũng vậy đó, tại vì các ngài thấy rằng Phật nói chuyện này chuyện kia, chuyện này chuyện kia thấy mình không cần, nó dư thừa, nhưng mà vì phận làm đệ tử, hơn nữa những vị trưởng lão không lý nào là mình đứng đợi ra đi, thành ra cũng lịch sự ngồi đó. Ở đây thầy không cần các vị lịch sự như thế nghe không? Mệt thì cứ đi, đi hết thì thầy khỏi giảng cho khỏe, chứ đừng nghĩ rằng lịch sự thầy nói đỡ cho, thầy nói cho vui, mình ngồi ủng hộ mình cách nhiếp tâm niệm Phật. Không nên làm như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng các ngài thấy là Thế Tôn nói pháp đã lâu, tâm của ngài, các ngài mệt mỏi, thân thơ mệt mỏi, cho nên á, trong tâm chỉ dồn lại nhớ ba đối tượng, đó là không, vô tướng, vô tác. Đây là chân nghĩa trong Phật Pháp, tức là các ngài thâu nhiếp tâm ý trở lại một điểm thôi, đừng để cho nó vọng đông vọng tây, vẫn giữ được sự tôn nghiêm, nhưng rõ ràng khi tâm đã dừng ngang đó thì không thể nào phát triển thêm được nữa, đúng chưa? Những lời kinh trong Pháp Hoa này các vị đọc mãi đọc hoài thôi, nó không có lạ. Nhưng ở đây thầy xin trùng tuyên và quán diễn, tức là diễn giải rộng ra để chúng ta thấm tường. Đối với các pháp du khí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Phật, làm chúng con không ưa thích. Các ngài khẳng định ở trong thời gian đó, trong bối cảnh đó, các ngài nói rằng đối với các pháp du khí thần thông, tức là những cái pháp thần thông du khí của chư Phật hóa hiện mười phương thế giới, Đức Phật nói này các tỳ kheo, năng lực của một Đức Thế Tôn là năng lực bất khả tư nghị. Như Long Vương kia còn có thể nhìn thấy một đám mây rơi xuống được bao nhiêu giọt nước, trí tuệ Long Vương còn nằm trong cảnh giới hữu lậu mà có thể phân biệt được như vậy, huống chi tuệ giác của Như Lai xuất thế. Trên đời này có việc gì mà Như Lai không biết? Các ngươi hãy nên cầu chứng Phật trí. Những gì ta nói như là lá ở trong lòng bàn tay, những gì ta biết như là lá ở trong rừng. Có khi ngài lại nói rằng, này các tỳ kheo, những gì ta nói cho các ông cũng giống như một chút đất ở trên tay, còn những gì ta biết nên đất như đất ở trên quả địa cầu. Các ngươi đừng có cho rằng chỉ đạt được chút ít mà nghĩ như thế là đủ. Chúng ta thấy kỳ diệu không? Lời Phật dạy tán thán dẫn dắt như vậy, nhưng mà các ngài vẫn giữ lại cái quan điểm của mình là không muốn thêm gì nữa, bởi vì nghĩ rằng mình tuổi đã lớn, căn đã già và lụng, không thể nào tiếp nhận được hơn nữa. Chữ là tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của các Bồ Tát. Khi nói rằng các Bồ Tát vì mong cầu tương lai mình sẽ thành đấng đỉnh chánh giác, ra đời với một quốc độ như vậy, thành ra các ngài hôm nay phải làm những cái việc như vậy để độ chúng sanh, và những chúng sanh hữu duyên đó tương lai sẽ trở thành những đại Bồ Tát ra đời trong quốc độ trang nghiêm thanh tịnh của ngài. Hồi xưa thầy còn nhỏ ở trong chùa, lúc đó các ngài lớn dạy cho thầy, khi thắp cây hương hãy nhìn
chính diện Đức Phật, thắp cây hương đứng thẳng ở giữa lưu hương, tàn hương sẽ không rớt ra bên ngoài và khói lên thẳng. Hai cây còn lại hai bên khoảng cách đều nhau, có thể hai cây hai bên nên thấp hơn một chút, biểu hiện của Tam Tôn. Tức là Phật Pháp Tăng Tam Bảo Từ Tôn, hãy nên để ý như vậy. Rồi đèn dầu thắp lên cúng Phật nên đi rửa, bởi vì khối nó làm mờ ánh sáng. Và rửa thì bằng cách nào? Nên có một chút xà phòng. Xà phòng nghèo quá không có thì lấy tro ngâm để nó ra nước, và lấy nước đó mà rửa, cũng giống như thay cho xà phòng. Rửa xong rồi thì cầm cái ngón tay nhón chút xíu ở trên cái vành của nó. Bởi vì sao? Bởi vì tay mình ướt, nước nó nhiễu theo thì nó sẽ có cái dấu lành ở trên cái bóng đèn đó. Và cầm ngửa nhón chút xíu, ngửa ngược lại, rồi nhá, đỡ vào trong một cái khay, một cái rổ, đỡ kích ra, đem ra trời nén phơi khô, thì cái bóng đèn đó nó sáng, nó chiếu rực rỡ lên. Đèn thắp, hương thắp, mọi thứ như vậy đưa lên để cúng cho Phật. Và các ngài nói thầy, đó chính là trang nghiêm Phật độ. Thì lúc đó thầy không có hiểu. Thầy không hiểu, thầy nói rứa mệt muốn chết, nhưng mà trang nghiêm Phật độ cái nỗi gì? Có cái đèn chút mà rắc rối. Vậy mà thưa quý vị, cứ 3 ngày là làm như vậy, chứ không phải là lâu lâu làm một lần. Ở miền quê mà 3 ngày làm như vậy, rồi làm lâu rồi nó thành thói quen. Thành thói quen, thành là thấy cái gì? Thấy hương, cắm hương cúng Phật, tự thấy như thế là trang nghiêm, như thế là hay, và cứ thế làm theo. Thì thưa quý vị, sau này lớn lên mới hiểu rằng thì ra một cử chỉ, một nghĩa cử nhỏ nhất của mình đều ở trong trạng thái tỉnh thức và chánh niệm. Trong sự tỉnh thức và chánh niệm này, mình có thể kiểm soát được tất cả hành vi thân khẩu ý của mình. Và trong nghĩa như vậy, đó gọi là thanh tịnh cúng dường. Cho nên cúng dường ở đây nó không còn đơn giản là cúng nhang thơm hay là không thơm, hay là cắm cây hương lên cho có chuyện rồi đi. Rồi sau đó thầy thấu hiểu được rồi, thì một lần nọ chứng kiến có một cái chú tiểu cắm hương không phải như là thầy. Rồi có một chú khác thì rửa bóng đèn không phải như thầy rửa ngày xưa. Và cái vị thầy lớn cũng nói rằng vậy mà đòi trang nghiêm Phật độ. Thế thì chú tiểu mới nói rằng thưa sư phụ, trang nghiêm Phật độ là gì? Cái ông này nói đúng rồi, tôi dạy sai người rồi. Tức là cái căn cơ nó không cầu hướng đến trang nghiêm Phật độ, nó chỉ hướng đến là cái chỗ làm cho lệ nó được đi đá banh thôi. Rồi có một ông nữa vô bạch ngài, con rất là muốn đi tu, thưa ngài, ngài có nhận con không? Thì ngài nói ai tu tôi cũng nhận hết. Và lúc đó là chú này nói thưa ngài, nhưng mà ở nhà đó con quen á là coi tivi, cho nên giờ ở trong chùa ngài có cho con được coi tivi không? Ngài nói vậy còn gì nữa hay không? Nói rằng là buổi sáng dậy là cho con đi học, buổi chiều, buổi trưa cho con phải ngủ một chút, buổi chiều là phải cho con đi đá banh, buổi tối là phải cho con gì? Phải cho con xem tivi. Thì ngài mới nói vậy thì con làm thầy của thầy được rồi. ngài nói sẽ được rồi, thôi con làm thầy của thầy được rồi. Ngài nói gì thế chứ nói gì nữa phải không? Tức là đi tu mà ra một loạt cái điều kiện như vậy thì làm gì trang nghiêm được Phật độ. Cho nên cái chữ trang nghiêm Phật độ này nó lớn lắm, nghĩa lớn lắm. Và một vị Bồ Tát làm gì họ cũng hướng tới trang nghiêm Phật độ. Nhiều bản kinh khác nhau nói rất nhiều về nghĩa này. Chúng ta làm một cái nhân tốt đều hồi hướng tới vô thượng Bồ Đề. Do vậy mà khi chúng ta thành Phật, những công đức ấy sẽ được hiện ra ở trong quốc độ của chúng ta. Và các ngài làm không phải là ít, không phải là một việc,
Thành ra Thế Tôn mới nói chư Đại Bồ Tát sử dụng bao nhiêu thứ thần thông tam muội du hí để trang nghiêm Phật độ. Có vị Bồ Tát muốn giữ gìn một cái cung điện để cúng dường cho một Đức Phật ra đời trong tương lai, và các vị nói rằng á, các pháp hữu vi phải bị vô thường mục rã, làm sao giữ cái cung điện này tới tận lâu xa đợi Đức Phật kia thành đạo đem ra cúng dường cho đại chúng. Và Bồ Tát nói rằng á, các ngươi không biết ta có một món thần thông du hí tam muội, đó là ta lấy cái cung điện này bỏ vô ở trong cái lỗ rốn của ta, và đợi tới ngày Đức Phật ra đời ta đem ra và cả đại chúng ở trong đó. Vì sao các ngài làm được điều này? Bởi vì các ngài đạt ở trong cái chỗ tánh không vô ngã, tất cả đều hủy diệt, nhưng cái không thì chưa bao giờ tan rã. Nếu như vận dụng được ở trong tâm ý này thì có thể sử dụng được vô lượng thần thông tam muội. Những cánh này chúng ta không có tiện trình bày nhiều, nhưng chỉ biết rằng Thế Tôn lúc đó đã thi triển rất nhiều thần lực khác nhau để khuyến hóa chúng đệ tử mình không nên dừng lại ở những quả vị niết bàn đơn sơ của thinh văn A La Hán. Nhưng mà khổ thay là bốn vị tôn giả họ nghĩ rằng tuổi họ đã già rồi, thôi chứ còn chi nữa, cái diện đó dành cho tuổi trẻ, phải không ạ? Đây là những cái điều mà nó sai lầm cực kỳ ở trong Phật pháp. Hồi xưa thầy dự các cái pháp hội và các cái hội thảo nói rằng là tuổi trẻ, làm sao cho tuổi trẻ đến với đạo Phật, đây là một đề tài nhức nhối. Và ở trong chùa đa số là những người già yếu, còn tuổi trẻ thì không thấy có mặt. Như thế làm sao mình trẻ già mình không mập thì làm sao? Cứ đưa ra vấn đề như vậy, đưa ra vấn đề như vậy. Nhưng thưa quý vị, cái vấn đề ở chỗ giáo pháp không phải dành cho tuổi trẻ. Trẻ hay già là do căn tánh của con người. Con người muốn tu tập thì giáo pháp Phật luôn là mới. Còn một người không muốn tu tập thì ở trong giáo pháp của Phật hoàn toàn vô nghĩa. Người tuổi trẻ tâm họ hướng ngoại, mong cầu lạc thú, trong khi đạo Phật, lời của Phật thì tâm hướng nội, từ bỏ lạc thú. Hai cái lối sống, hai cái dòng chảy nó nghịch lại thế này, làm sao mà họ thành tựu? Cho nên thầy nói tuổi trẻ học đạo là điều hy hữu, bởi vì tuổi trẻ học đạo là những người có cái tâm hướng tới sự lành lặng, họ muốn tới một cái đời sống nó chững chàng, nó có nội tâm vững chãi, cho vậy hay là có cái sự trải nghiệm tâm linh sâu xa, do vậy họ mới tìm kiếm tới lời Phật dạy. Những điều đó chúng ta nên ghi nhận cho cẩn thận, không thầy không có nói thừa ở trong nội dung này. Và thưa quý vị, lúc bây giờ bốn vị tôn giả mới khẳng định rằng vì sao bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi được chứng niết bàn, lại nay đây chúng con tuổi đã già nua ở nơi đạo vô thượng chánh định chánh giác của Phật dạy Bồ Tát không hề sanh một niệm ưa thích. Các ngài khẳng định lại một lần nữa, đây là tâm lý của những người già yếu. Cứ nghĩ rằng mình già yếu rồi, mình sẽ không gánh vác được gì lớn lao cho Phật pháp, cho đạo tràng. Nếu ai có suy nghĩ như vậy nên từ bỏ đi. Đây là điều sai lầm rất lớn. Gánh vác Phật pháp là gánh từ tự tâm, chứ không phải gánh từ độ tuổi. Phải nên nhớ điều này. Nếu như tâm chúng ta không phát nguyện gánh vác thì không bao giờ gánh vác được, bất luận là tuổi già hay là tuổi trẻ. Bốn vị đại thanh văn trình bày rằng là do tuổi tác của con già suy, thành ra chúng con không hề sanh một niềm ưa thích ở trong cảnh du hí thần thông hay là hành Bồ Tát đạo gì nữa hết, mà chỉ nên an phận thủ thường để tìm tới cái niết bàn tịch diệt, vì cuộc sống nó đã tới hồi ngưng lại. Có một số người suy nghĩ rằng con tuổi này đã lớn, cho nên ráng làm thêm vài năm nữa rồi về hưu, rồi từ từ vun vén tài sản, an định mọi thứ,
rồi bắt đầu tính tới chuyện tu hành. Cũng giống như là một cái máy bay, sau khi bay lên trời vần vũ thời gian, giờ đây á, lén dần dần xuống, hạ cánh xuống, rồi nó ổn định từ từ, như vậy là hết một kiếp. Cách này là cách tính về quỹ thời gian và tài sản mà chúng ta tích lũy được. Nhưng nếu như tính trong Phật học như vậy là một điều sai lầm. Vô thường tấn tốc không hẹn bất cứ một ai. Vâng. Vâng, đây là một câu hỏi hay. Ý nói rằng các ngài đã trú ở trong cảnh không vô tướng và vô tác. Vô tác tức là không có ai làm, cho nên không có ngã đấy. Thì tại sao là các ngài lại nói không kham nổi? Đây là cái nghịch lý giữa cái phàm và thánh. Tức là ở trong niệm tướng thì đi sâu vào không vô tướng và vô tác, nhưng đi ra lý tánh thì lúc bây giờ các ngài thấy sức lực của mình không còn. Cho nên các ngài nghĩ như vậy đó. Tâm thì vô cùng, nhưng mà gì? Sức thì có hạn. Cái đó rất rất là bình thường. Cái suy nghĩ như vậy rất là bình thường, chứ không có gì. Nhưng ở đây Thế Tôn muốn nói điều này là đỡ chúng ta nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Chúng ta có thể không thành công về cái công việc, nhưng ít nhất chúng ta cũng thành tựu về tư duy. Tức là mặc dầu công việc kia chưa hiện ra rõ ràng, nhưng ở trong cái tự tâm của mình nó đã thành tựu. Chẳng hạn như chúng ta phát nguyện xây dựng một đạo tràng lớn lao, một ngôi đại học để truyền bá Phật Pháp, như thắp lên một ngọn hải đăng vĩ đại sôi sáng cho nhiều trăm năm sau, nhiều thế hệ sau. Chúng ta biết rằng mình không có làm nổi, cũng có thể rằng không thực hiện nổi, nhưng tâm ý chúng ta đã phát, chết ngay bây giờ chúng ta vẫn thành tựu ở trong tâm ý. Đây là điểm quan trọng. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng mình không làm nổi cho nên mình không làm, thì vĩnh viễn tâm của mình cũng không bao giờ thành tựu. Đây là điều chúng ta phải cân nhắc, phải suy nghĩ lại chính cái suy nghĩ của mình. Cho nên cứ làm đi, được hay không được không có vọng cầu đâu. Nó thành ngang đâu là ngang đó. Còn muốn cho nó thành thì mình khéo tổ chức, khéo tổ chức và khéo truyền trao, thì công việc á, nó tự nó sẽ hình thành. Giống như một ông vua Lý Công Uẩn được thiền sư Vạn Hạnh thắp lên ở trong tâm một ánh sáng kiêu hùng, là một vị vua Phật tử. Ý tưởng này đâu phải đến khi nhà Lý ra đời vị vua này mới xuất hiện, mà trước thiền sư Vạn Hạnh 250 năm có một vị thiền sư đã hình thành ý tưởng nên đào tạo cho ra một vị Phật tử làm vua. Như vậy đạo Pháp mới phát triển mạnh mẽ. Ý tưởng này đâu phải là mới đó, trước đó 250 năm rồi nó mới phát triển lên. Vấn đề này là liên quan tới sử học, chúng ta cứ tự chiêm nghiệm. Vậy cho nên ở đây trả lời câu hỏi của cô là biết không vô tướng vô tác, nhưng mà tại sao vẫn không có kham nổi? Đây là điều mà chúng ta gọi là bất khả tư nghị đó. Cảnh này là cảnh bất khả tư nghị. Có một cách nói khác nữa: sống chưa từng rời biển, sao mãi tìm đại dương? Phải vậy không? Chúng ta chưa từng rời khỏi Phật tánh của chính mình, tại sao bây giờ phải cần khổ tu học? Trí tuệ Phật của chúng ta chưa từng mất đi, tại sao bây giờ phải ngồi học Phật? Cô có thừa nhận rằng Phật tánh chưa từng mất, trí tuệ Phật chưa từng mất, nó bị che lấp diệu dụng bởi vì vô minh, che lấp tạm thời thôi. Cũng giống như viên ngọc bị vùi trong bùn, cái bùn đó chỉ có khả năng bao phủ bên ngoài, làm sao có thể
khiến cho viên ngọc kia bị ô nhiễm được. Phải vậy không? À, chúng ta biết như vậy, nhưng mà chúng ta chưa có thực hiện nổi. Điều này nó còn phải có một cái tâm đại giống bánh nữa mới khắc phục được điều này. Biết như vậy đó, nhưng mà thể hiện nó sẽ khác. Đó, đó là câu trả lời theo tinh thần của Đại Thừa mà các vị cứ chiêm nghiệm rộng ra thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và ở đây thưa quý vị, các ngài nghe Thế Tôn nói như vậy, nghe thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất, cho nên các ngài nói rằng chúng con hôm nay ở trước Phật nghe Phật thọ ký cho thanh văn sẽ được vô thượng chánh định chánh giác, lòng rất vui mừng được pháp chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu, tự mừng may được lợi lành lớn, vô lượng trong báu chẳng tìm cầu mà tự được. Chúng ta chiêm nghiệm như thế nào và ba cái câu thán của bốn vị đại thanh văn, các ngài nhận ra điều gì? Yêu nhau từ vạn kiếp sau chỉ nhìn thoáng qua, để cỏ thơm lạc mất, để cỏ thơm bát ngát lạc mất dưới chân mình. Đây là hình ảnh của một chú ngựa hoang chạy trên thảo nguyên. Chú đi theo ánh mặt trời, đuổi bắt mặt trời xa. Và sự sống thật của chú đó là phải gì? Phải sử dụng cỏ thơm. Ngựa gọi là ngựa nào mà chẳng yêu cỏ, phải vậy không? Nhưng mà không đủ trí tuệ, không đủ tuệ giác, không đủ cái sự phát nguyện, cho nên chỉ nhìn thoáng qua thôi, không nghe kỹ, không chiêm nghiệm kỹ, không quán chiếu sâu xa ở trong tự tánh. Do vậy cho nên bao nhiêu cái điều quý báu nuôi dưỡng sự thanh tịnh tồn tại của mình để cho nó lạc mất ngay dưới chân của mình. Đây chính là một cái hình ảnh nó thi vị mà hết sức đáng tiếc trong đời sống của chúng ta. Các vị lắng nghe Pháp Nhạc Âm một hai câu, thầy mô tả cái hàm ý rất là sâu xa. Yêu nhau từ vạn kiếp sao chỉ nhìn thoáng qua, để cỏ thơm bát ngát lạc mất dưới chân mình. Thật là chua xót. Nhạc thì người ta viết cách đó, ai muốn hiểu gì thì hiểu, nhưng mà trên sự thật chân lý gửi gắm ở bên trong đó là chúng ta yêu cái Phật tánh của mình từ vạn kiếp, nhưng cuộc sống chúng ta quá hời hợt, trí tuệ chúng ta quá hời hợt, thậm chí đi vào trong Phật pháp rồi mà vẫn còn hời hợt. Đỡ cho bao nhiêu ánh sáng giác ngộ, bao nhiêu thần thông diệu dụng, bao nhiêu cái phước báo nhiệm màu, nó lạc mất ở ngay dưới chân của mình. Thành ra chúng ta hiểu điều này, chúng ta nên biết làm gì, nên thay đổi cách nhìn, nên phản vân vân tự kỷ, trở lại nhìn sâu ở trong lòng của mình. Và thưa quý vị, hôm nay Đức Phật dùng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa mới chỉ rõ cho các vị thinh văn rằng tự tánh giác ngộ, trí tuệ, thần thông bầu nhiệm vốn sẵn có trong tâm của các ông, chứ đâu phải là do tôi ban cho. Ở đây nói một cách khác, thầy hối như thế các vị có hiểu không? Thầy giảng như vậy các vị có hiểu không? Hiểu không? Sự hiểu biết đó vốn ở trong tâm của các vị chứ không phải của thầy cho. Nhưng các vị không khéo sử dụng nó. Hôm nay thầy là người trợ duyên, gợi ý, nhắc nhở, và từ các vị phát khởi tư duy, chiêm nghiệm, à thì ra nó như thế. Tức là các vị đã biết sử dụng trí tuệ của chính mình. Như vậy thì người tu tập, người lấy nghề giáo pháp là người đang tập sử dụng trí tuệ của chính mình. Như vậy thì làm sao mà mình nói rằng là trí tuệ do thầy cho được?
trí tuệ của mình nó còn phát triển mãi tới ngang với Phật như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi chưa nên nó chưa từng mất. Chúng ta có dám xác nhận như vậy hay không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói rằng ta là một đức Phật, bởi vậy cho nên ta không cần thiết phải lạy một vị Phật nào nữa. Một vị Phật chưa từng lầm lỗi, cho nên ta không cần thiết phải là thọ trì giới luật. Giới luật chỉ dành cho những người lầm lỗi, còn một vị Phật thì chưa từng lầm lỗi, cho nên không cần thiết phải thọ trì một cái giới luật nào. Tự tánh luôn nhiệm màu, tội giác luôn sáng ngời. Trò cúng bái, giảng kinh thuyết pháp chỉ là những trò lừa bịp chúng sinh. Ngài nói thẳng như vậy đó. Mình nghe dễ sợ không? Tại vì sao? Bởi vì rõ ràng vốn chưa từng mất, mà nói rằng hãy tìm đi, hãy tìm đi. Ngôi nhà là của mình, tại sao mình lại đi tìm gì nữa? Chẳng qua là quên đường về thôi. Giờ đây nhớ thì biết rằng mình có ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó không có ai cho mình, chẳng qua mình quên không biết đường về. Thành ra mình chịu làm, chịu sống một cái đời sống lầm than đối khác do mưa nắng giải dầu. Hiểu chân lý này thì biết rằng Phật tánh luôn sáng ngời. Nhưng chúng ta có chấp nhận Phật tánh sáng ngời trong lòng của mình hay không? Hay là nghĩ rằng mình già rồi, mình làm gì nói? Mình á, là nữ nhi thường tình, làm gì nói? Tự mình ôm lấy sự hạ liệt này, không ai có thể cứu rỗi cho được. Thành ra do vậy mà các vị đại thanh văn mới mừng vô cùng. Thì ra tự tánh, thì ra sự giác ngộ này từ lâu nay vốn đã có ở trong tâm của chính mình rồi. Thành ra các ngài mới nói rằng vô lượng trân báu chẳng tìm cầu mà được. Câu này hay vô cùng không? Vô lượng trân báu chẳng tìm cầu mà được. Trân báu ở đây là chỉ cho tài sản. Tài sản có hai loại, một loại là động sản và một loại là bất động sản. Thầy hỏi các vị thế nào là động sản và thế nào là bất động sản? Hả? Động sản tức là những cái tài sản có thể di chuyển được, chẳng hạn như là gì? Như là xe cộ, phải không? Các vật này kia. Còn bất động sản như là đất đứng yên một chỗ không thể di chuyển được, cho nên nhà cửa được gọi là bất động sản, đúng không? Nhưng các vị dùng trí tuệ nhìn sâu hơn một chút xem, cái nhà của các vị nó có bị lửa cháy không? Nó có bị nước lụt cuốn trôi không? Có bị con hư người ta phá không? Có bị quan quyền cướp đoạt hay không? Như vậy rõ ràng cái đó nó vẫn chịu sự chi phối bởi những cái loại đó. Nó không phải là bất chi bất dịch tuyệt đối thì sao gọi là bất động sản? Trả lời hê, đừng có ò hế im ru. Nghe nói như thế là hết biết trả lời phải không? Lý luận tới tận cùng như vậy thì chúng ta thấy, à thì ra chúng ta thấy rằng bất động sản như vậy là cách hiểu của thế gian phàm tình, còn hay cách hiểu của chân lý tuyệt đối, như thế là chưa đủ, như thế là khiếm khuyết. Vậy thì cái gì là bất động sản? Ha? Cái gì? Lấy cái thư mời ngày Tết mà đọc đi đọc lại kỹ giùm cho thầy. Đó là bảy thánh tài, đó là tài sản của bậc thánh, đó là bất động sản. Thành ra trong thư mời thầy có ghi rất rõ cho các vị để thấy rằng vị thánh đệ tử có xấu hổ đối với thân miệng ý làm ác thì gọi là tàm tài. Tàm tức là tàm quý đó. Tàm tài tức là cái gia tài xấu hổ. Xấu hổ rằng mình đã không kiềm chế được cái sự tức giận, cái sự thúc giục của ngoại cảnh. Thành ra miệng mình mới nói lời ác, ý mình mới nghĩ điều ác, và thân mình mới làm điều ác. Mình thấy xấu hổ với chính lương tâm của mình, phải vậy không? Và vị thánh đệ tử tức là những người đã nói tới thánh đệ tử là đệ tử của Phật,
Đệ tử của Phật là người đó là phải gì? Phải có niềm tin vào Phật và thọ trì giới pháp của Phật. Cho nên nói tới thánh đệ tử là tự nhiên họ có hai cái tài sản, đó là tín và giới. Còn nói tới cái tàm tiếp theo nữa, vị thánh đệ tử này á, họ sợ hãi rằng á, là không khéo mình sẽ nói điều ác, không khéo mình sẽ giận lên nghĩ điều ác, không khéo á, mình sẽ làm điều ác. Cho nên mình sợ hãi, đó chính là gì? Đó chính là quý tài. Có bốn tài, tài đây là bất động sản. Tiếp theo nữa, vị thánh đệ tử á, nghe nhiều, giữ gìn những gì đã nghe. Tức là nghe diệu pháp Liên Hoa, giữ ở trong đầu, giữ đừng có đứng dậy rớt xuống hết. Đi về chỉ nhớ được cái tô phở ngon thôi. Thế là không phải không? Thành ra là mình giữ gìn những gì đã nghe, rồi đề cao một đời sống phạm hạnh, tức là đề cao một đời sống đạo đức, đời sống tiến tới hoàn thiện nhân cách. Và vị này á, đọc tụng nhiều lần lời Phật dạy, đây gọi là tụng kinh. Và chuyên tâm quán sát, tức là học giáo pháp để hiểu, vị ấy sẽ thành tựu chánh kiến. Sự thành tựu chánh kiến này chính là gì? Chính là đa văn tài, tài sản đa văn, đúng chưa? Tài sản đa văn của các vị có ai cướp được hay không? Quan cũng được, vua cũng được, không ai cướp được hết. Nó là bất chi bất dịch. Khi nó hình thành trong tâm của các vị rồi là bất chi bất dịch. Cái ngôi chùa này bị nước lụt cuốn trôi, nhưng thời gian 6-7 năm qua thầy ráng xây dựng đặt xuống cái nền tảng ngôi chùa tự tâm của các vị thì không có ai cướp được ngôi chùa đó. Có đúng vậy không? Đó là bất động sản. Và mỗi người chúng ta là một ngôi chùa bất động sản trong tự tâm của chúng ta. Vị thánh đệ tử phát tâm san sẻ một số ít tài vật, từ bỏ một đời sống ích kỷ sàng tham. Đây gọi là gì? Thí tài, tức là tài sản bố thí. Thế Tôn nói ba cõi như nhà lửa, muốn đem một cái vật bị cháy trong nhà lửa ra bằng cách bố thí. Bố thí chẳng khác nào đem một cái vật ở trong nhà lửa ra ngoài đồng trống an toàn. Thành ra phát tâm chia sẻ, san sẻ những hoàn cảnh mà mình có được. Những điều này các vị đang làm rất là tốt, làm rất là tinh tấn, dành dụm từng đồng từng cát. Như vậy thì rõ ràng ở đây các vị đang từng bước thành tựu gì? Thí tài, là gia tài của bố thí. Và người có gia tài bố thí, người đó luôn luôn đầy đủ. Tiếp theo nữa, có trí tuệ nhận thức chân lý sinh diệt, thành tựu thánh thở nhập, tức là thành tựu sự thở nhập của các cái quả vị thánh, và từ từ sẽ đưa đến chân chánh đoạn diệt đau khổ. Đây gọi là huệ tài. Như vậy đây là gì? Đây là bất động sản. Thực sự nó là bất động sản. Nếm được không ạ? Như thế thì hôm nay thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng những bất động sản này nó đâu? Có ai cho các vị không? Không có ai cho các vị tàm, quý, đa văn, giới, tín, thí, xá, huệ. Có ai cho các vị không? Không phải, không có ai cho. Nó vốn có ở trong tự tâm của chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Nhưng chúng ta không khéo phát huy nó, không có nhớ tới nó, không đem nó ra sử dụng. Như vậy thì bây giờ các vị nói, thì ra là mình có nhiều trí tuệ quá. Và các vị ngạc nhiên, thì ra bỗng nhiên hôm nay mình thấy mình thật là trí tuệ. Đó phải không? Tức là sau những ngày tháng mình ngu gia truyền, giờ đây tự nhiên thấy mình thông thái vô cùng. Chẳng hạn như vậy, thì tự nhiên mình nhận ra rõ ràng là cái gia tài này nó vốn có trong tâm của mình. Hoặc là khi mình hiểu ra rồi, mình như vậy là nó đã có sẵn trong tâm của mình. Có phải như vậy không ạ? Và nếu chúng ta phát hiện ra có vô lượng châu báu như vậy, thì chúng ta cũng có giàu sang như Đức Phật. Đức Phật cũng có vô lượng trí tuệ, vô lượng châu báu như vậy. Và hôm nay các vị thánh đệ tử, các vị đại đệ tử Thanh Văn
bậc trung kinh các ngài nhận ra, còn tôn giả Xá Lợi Phất bậc thượng kinh nhận ra ngay lập tức. Còn giờ đây cái bậc trung kinh thì ấy, nhận ra từ từ. Còn chúng ta thì kinh tính ám độn, đọc đi đọc lại, nghĩ tới nghĩ lưu hoài, mình cũng sáng sáng được một chút. Thấy không ạ? Vậy là mình cũng mừng rồi, từ từ nó phát lên chứ. Bây giờ mình đó sen chìm bùng bùng rồi, bây giờ ra rồi, ra rồi. Bây giờ lồi lồi nó mẹt nước rồi. Như vậy thì rõ ràng á, đó là gì? Diệu pháp liên hóa. Tinh thần đó là tinh thần diệu pháp liên hóa. Chúng ta dừng ngang đây. Nguyện đêm công đức này, Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm ba. Dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.